Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ chia sẻ cho các bạn một thông tin không mấy thú vị và cũng được coi là hơi buồn một chút. Khi anh Nguyễn Quốc Cường, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay còn được biết đến với biệt danh là Cường Đô La, vừa chính thức nói lời chia tay với hành trình siêu xe Car Passion sau gần 10 năm gắn bó. Anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình khi nói lời chia tay với Car Passion và chính là người đã đặt nền móng cho hành trình siêu xe Car Passion tại Việt Nam. Năm 2011, hành trình siêu xe Car Passion đầu tiên được tổ chức, kết nối những anh em đam mê siêu xe, những người sở hữu siêu xe cùng nhau tụ tập lại từ Hà Nội về Đà Nẵng, từ Sài Gòn về Đà Nẵng, tạo nên một cuộc diễu hành nối lại hai miền Nam Bắc và kết thúc tại Đà Nẵng cực kỳ hoành tráng luôn. Khi đó thì những chiếc Lamborghini, những chiếc Ferrari, những chiếc Phantom, Bentley, Audi vân vân đã cùng nhau diễu hành trên những đường phố của Đà Nẵng xinh đẹp. Thời điểm đó thì ngay cả những nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á hay thậm chí là một số nơi trên thế giới cũng phải choáng ngợp với hành trình siêu xe tại Việt Nam. Bởi vì những năm đó thì Việt Nam vẫn được coi là một đất nước có dân số nghèo, có kinh tế nghèo. Bởi vì sau nhiều năm chiến tranh cũng như trải qua không ít những cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, việc kết nối được những trái tim đam mê, những người sở hữu siêu xe, anh Cường đã tạo nên một hành trình siêu xe phải nói là cực kỳ ấn tượng. Cho đến nay thì đây vẫn là hành trình siêu xe đáng nhớ nhất đối với những người hâm mộ, đối với những người yêu thích siêu xe tại Việt Nam. Đến năm 2018 thì hành trình siêu xe mới chính thức được khởi động trở lại. Năm đó, năm 2018 thì những chiếc siêu xe từ Sài Gòn đã được vận chuyển ra Hà Nội và tham dự hành trình đi Sapa. Sau đó là những điểm dừng chân như Ninh Bình, Quảng Bình và đã kết thúc tại Đà Nẵng. Hành trình siêu xe năm đó thì anh Cường tham dự với chiếc Porsche 911 GT3 RS và đồng hành cùng với anh là người vợ hiện tại của anh, chị Đàm Thu Trang. Bước sang năm 2019 thì hành trình siêu xe tiếp tục được bắt đầu tại Hà Nội. Và chuyến đi lần này thì anh Cường đồng hành cùng chiếc Audi R8 V10, một chiếc siêu xe rất là đáng chú ý của anh. Khi ngay trước thềm được vận chuyển ra Hà Nội thì xe đã được thiết kế và grab một cái màu sơn rất là, một cái màu bộ tem rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tưởng chừng như thời điểm đó thì anh Cường sẽ mang hai chiếc, bao gồm Audi R8 V10 và chiếc McLaren màu cam. Tuy nhiên thời điểm cuối cùng thì anh chỉ đưa chiếc R8 V10 ra thôi. 2019 thì Car Passion di chuyển từ Hà Nội đi Hạ Long, sau đó đi Vân Đồn, quay trở lại Hà Nội đi các tỉnh miền núi phía Bắc và sau đó là kết thúc hành trình tại Hà Nội các bạn nhé. Bước sang năm 2020, tưởng chừng như đây sẽ là một năm mà Car Passion hoành tráng nhất từ trước đến nay luôn. Khi thông tin hành trình Asian Rally đã được khởi động từ rất sớm và dự kiến là tháng 10 năm 2020 sẽ được tổ chức. Thậm chí thì anh Hứa Phương và những thành viên trong Car Passion team cũng đã đi tiền trạm các đất nước cũng như các cung đường chạy từ Việt Nam qua Campuchia, qua Thái Lan và quay trở lại Việt Nam. Tuy nhiên do một sự cố rất đáng tiếc đó là đại dịch, thế nên cuối cùng thì Asian Rally đã không được tổ chức. Hành trình này thì thậm chí còn được tổ chức cùng kết hợp cùng với Satellite Team và những anh đến từ Satellite Team ở Mỹ sẽ vận chuyển xe từ Sài Gòn, từ Mỹ về Sài Gòn, sau đó sẽ chạy cùng đoàn tham dự một cái hành trình kết hợp cực kỳ hoành tráng. Có đến khoảng 20 siêu xe sẽ từ Mỹ được đưa về Việt Nam. Tuy nhiên thì cuối cùng hành trình đã bị hủy do thời điểm hiện tại thì Mỹ vẫn đang trong tình trạng rất là khủng hoảng do đại dịch. Thời gian vừa qua thì Car Passion Team có một số vấn đề trong nội bộ và cuối cùng thì cách đây không lâu thì Car Passion Team cũng đã thông báo là sẽ đổi tên, bởi vì tên thương hiệu Car Passion hiện tại thì đang được sở hữu và sử dụng với một mục đích khác. Tuy nhiên chỉ vài ngày, chỉ khoảng 1-2 tuần thôi thì thông tin anh Cường chính thức nói lời chia tay hành trình siêu xe Car Passion đã được anh công bố trên mạng xã hội và tạo nên rất nhiều sự luyến tiếc cho người hâm mộ, những người đam mê siêu xe, những người gọi anh là idol, một trong những thần tượng chơi xe đỉnh nhất tại Việt Nam. Anh Nguyễn Quốc Cường thời điểm hiện tại thì đang sở hữu khá là nhiều siêu xe đáng chú ý, trong đó có chiếc McLaren 720S, chiếc Porsche 911 Carrera S, chiếc Ferrari F8 Chibuto anh mua cách đây không lâu và gần đây nhất là chiếc Mercedes-Benz AMG GTR mua chính hãng có giá hơn 11,6 tỷ đồng.
Hy vọng trong thời gian tới khi không còn đồng hành cùng với hành trình siêu xe Car Passion thì anh Cường sẽ vẫn mang những chiếc siêu xe của mình cà phê cùng với những người bạn đồng hành, cùng những người anh em trong Car Passion Team như anh Hứa Phương, anh Albert Đỗ vân vân, để tạo nên những cái dàn siêu xe khủng tại những con phố của Sài Gòn. Và hy vọng là mình sẽ có cơ hội để chiêm ngưỡng những chiếc Ferrari F8 Chibuto, những chiếc McLaren 720S hoặc là một Mini Off trên những chiếc siêu xe của anh Cường một ngày nào đó không xa tại Sài Gòn. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.